Trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, tăng 11 vụ và tăng 275% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người. Các vụ cháy xảy ra ở thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang và huyện Tiên Lữ, trong đó có 2 vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh. Điển hình vào khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 3, trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào xảy ra vụ cháy lớn tại cơ sở sản xuất nhựa Linh Phát, Polylactic. Nhà xưởng bị cháy rộng hơn 400 m2. Do chứa nhiều vật liệu nhựa nên chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã bùng lên dữ dội. Vụ cháy khiến nhà xưởng và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Tiếp đó đến trưa ngày 30 tháng 3, tại xưởng tái chế nhựa ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm cũng xảy ra hỏa hoạn. Diện tích đám cháy khoảng 200 m2, rất may cả 2 vụ cháy không có thiệt hại về người. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, tăng 11 vụ và tăng 275% so với cùng kỳ năm trước.